Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kinh khủng. Kilo có chân vịt bằng gỗ, thiết bị cổ lỗ sĩ vận hành bằng cơm, giá trên trời. Tàu ngầm Kilo là gói thầu cho thấy nhóm đạo diễn ký hợp đồng ăn quá đậm. Theo trang Tư Điển Bách Khoa Toàn Thư thì giá mỗi chiếc tàu Kilo dao động từ 150 cho đến 250 triệu đô la tùy theo phiên bản. Cứ lấy giá kilo cao nhất mà Nga chào hàng là 250 triệu đô la thì với số tiền mua 2 tỷ đô la cho 6 chiếc tàu ngầm tính ra mỗi chiếc kilo, Việt Nam mua giá tới 333 triệu đô la Mỹ. Cao hơn giá của mỗi chiếc tốt nhất do Nga chào hàng là 83 triệu đô la Mỹ. Một bài báo viết trên tờ báo Soha vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2016 đã thừa nhận những thiết bị trên tàu ngầm kilo 636 của Việt Nam là cổ lỗ sĩ, nhưng họ bảo chữa theo hướng tốt. Trong bài báo có đoạn viết rằng đứng ở một góc độ nào đó, những công nghệ, thiết bị tưởng chừng cổ lỗ vẫn tồn tại và chiếm vị trí quan trọng trong một cỗ máy hiện đại như tàu Kilo 636. Đây là hình ảnh, trang từ điển Bách Khoa Toàn Thư cho biết giá cao nhất cho mỗi chiếc tàu Kilo là 250 triệu đô la Mỹ. Thứ nhất, đó là tàu ngầm dùng kính tiềm vọng. Loại thiết bị này đã bị Mỹ và các nước phương Tây loại ra khỏi tàu ngầm của họ từ lâu. Bởi muốn quan sát trên mặt biển, tàu phải nổi lên nên dễ bị phát hiện. Được biết, các nước Úc đã đầu tư kinh phí thay thế trang hệ thiết bị hệ thống quang học điện tử mới, thay thế kính tiềm vọng, vốn là điểm yếu khiến tàu ngầm lớp Collins dễ bị phát hiện. Hệ thống quang điện tử sẽ giúp tàu ngầm nhận biết tình hình ở bên ngoài nhanh hơn rất nhiều so với những gì mà mắt thường có thể thấy được. Điều này đồng nghĩa với việc thủy thủ đoàn không cần thỏ kính tiềm vọng ra ngoài mà tạo thêm các điểm dễ tổn thương trên tàu ngầm. Thứ nhì, trang thiết bị điện tử trên tàu ngầm Kilo của Việt Nam rất thiếu thốn. Tàu ngầm mà Nga bán cho Việt Nam là tàu ngầm chủ yếu dùng sức, nhân công nhiều hơn là những thiết bị điều khiển tự động. Đây là hình ảnh bài báo thú nhận thiết bị trên tàu Kilo là cổ lộ sĩ. Ai cũng biết, những cô máy hiện đại nhất thường chỉ vận hành bằng các nút bấm và theo dõi bằng các màn hình ECD nhỏ gọn sắc nét tuy nhiên điều này có lẽ không hoàn toàn đúng với tàu ngầm kilo của việt nam thậm chí còn theo chiều hướng ngược lại là đằng khác nếu thiết bị nào có thể vận hành thủ công được thì áp dụng thủ công thiết bị hiển thị nào không cần màn hình thì bỏ màn hình đấy là lời của bài báo trên báo soha chia sẻ một tờ báo bị nhà nước kiểm soát ở tàu ngầm kilo nếu thống kê loại thiết bị vận hành nào xuất hiện nhiều nhất thì có lẽ chính là các van khí van dầu điều chỉnh hoàn toàn thủ công. Thiết bị hiển thị phổ biến nhất có lẽ là đồng hồ có kim chỉ thị. Thậm chí đồng hồ áp suất và van điều chỉnh còn xuất hiện trong cả hệ thống xả toilet. Điều đáng nói hơn nữa đó là chân vịt của tàu ngầm Kilo làm bằng gỗ chứ không phải bằng titan như nhiều loại tàu ngầm khác. Tuy tờ báo nói rằng độ bền của chân vịt gỗ còn cao hơn cả titan, nhưng có vẻ như lời giải thích này không được thích hợp cho lắm gỗ làm chân vịt có thể bền hơn gỗ thường, nhưng bền hơn cả thi than thì khó ai là tin được là sự thật. Một bà đọc nói là sĩ quan hải quân xin được giấu tên cho biết rằng khi mới nhận hàng, nước sơn bên trên một số thiết bị đã bị bong chóc giống như một chiếc tàu ngầm cũ được sơn lại chứ không phải là tàu đóng mới. Anh ta nói nó giống chiếc tàu ngầm thời Liên Xô chứ không phải loại tàu ngầm của thế kỷ thứ 21 được biết, tàu ngầm đầu tiên của lớp Kilo đi vào hoạt động trong Hải quân Xô Viết là vào khoảng năm 1982 và những tàu ngầm của dạng này vẫn đang được sử dụng bởi Hải quân của Nga. Và có lẽ nhận xét này có căn cứ bởi hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng thò đầu lên khỏi chiếc lỗ tròn của tàu Kilo cho thấy chiếc tàu Kilo này là hàng rất cũ kỹ, có khả năng là tàu ngầm từ thời Liên Xô được tu sửa lại thật. Giá mỗi chiếc tàu ngầm Kilo hiện đại được tự động hóa cao cũng chỉ có 250 triệu đô la. Chiếc tàu ngầm thời Liên Xô với trang thiết bị cổ lỗ sĩ và không được tự động hóa mà Việt Nam lại mua với giá còn cao hơn cả loại hiện đại nhất đến 33%, thì không biết những khoản tiền đó đã vào túi ai đây. Nó trị giá nhiều trăm triệu đô la. Ông Nguyễn Tân Dũng và ông Nguyễn Chí Vịnh đều phải chịu trách nhiệm về những gói thầu mua sắm vũ khí khủng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Kinh khủng, kilo, có chân vịt bằng gỗ, thiết bị cổ lỗ sĩ, vận hành bằng cơm, giá lại trên trời Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bài tin Ngày Tết, Thượng Tầng, Quan Quyết Tử, Hạ Tầng, Dân Choảng Nhau, Ngàn Người Nhập Viện Thực ra, ngày Tết không chỉ có 3 ngày đầu tiên của năm mới Vào những ngày cuối tháng Chạp, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp Người dân cúng đưa ông Táo về trời thì không khí Tết đã hiện về Người dân vẫn gọi ngày 23 tháng Chạp là 23 Tết Nghĩa là từ lâu, người dân xem những ngày cuối tháng Chạp là ngày Tết Tết được chia làm hai giai đoạn giai đoạn trước giao thừa và sau giao thừa. Trước giao thừa là chuẩn bị cho năm mới, con cái về quê ăn Tết, ngoài dân nghỉ việc và đợi lương thưởng, ở nhà thì chuẩn bị những việc cúng vái, truyền thống, mua sắm thực phẩm, đồ dùng, lau chùi nhà cửa, vân vân. Giai đoạn sau giao thừa là lúc nghỉ ngơi, hưởng thụ, chúc Tết, ăn nhậu, gặp gỡ bạn bè, vân vân đều tập trung vào 3 ngày sau đêm giao thừa. Đây là hình ảnh thượng tầng của các đồng chí đang quyết tử chiến với nhau. Đây là hai giai đoạn rõ rệt của Tết. Ở thượng tầng chính trị của những ngày giáp Tết 2023 tại Việt Nam đã ghi nhận một trận chiến cung đình khốc liệt nhất lịch sử. Triều đình có bốn trụ thì một trụ đã bị quất ngã trụ còn lại. Nếu Đảng Cộng sản được ví như con voi có bốn trụ này là bốn chân của nó, vậy mà chân trụ lại bị quật ngã bởi chân trụ kia. Điều đó cho thấy nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không đoàn kết với nhau mà ngược lại tranh đua nhau hết sức quyết liệt. Một hình ảnh ở trung ương tranh quyền, tranh ngăn, chỉ lo đấu nhau, trong khi đó xã hội thì không, đang khó khăn trăm bề, không có hướng giải quyết, buộc người dân phải gánh vác. Có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc viết đơn tử chức là thức thời bởi trước mắt ông có hình ảnh Trần Đại Quang làm mẫu, không chịu về vườn thì sẽ chịu hậu quả rất thảm khốc và Nguyễn Xuân Phúc đã chọn cách an toàn hơn người tiền nhiệm của mình. Theo một số dự đoán trên mạng xã hội rằng sắp tới sẽ có nhiệm vụ bắt bớ long trời lở đất nhằm vào các cựu đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu. Không biết lời đồn này có phải là sự thật hay không, chỉ có chờ đợi thì mới rõ. là hình ảnh hạ tầng dân choảng nhau hàng ngàn người nhập viện ngày tết được chia làm hai phần để thượng tầng chính trị việt nam choảng nhau trí tử vào những ngày cận tết khi tết đến có lẽ các quan chức tạm đình chiến để đánh chết quả tết chúc tục nhau những lời sáo rỗng đến khi các cơ quan công quyền chính thức làm việc trở lại thì quá trình choảng nhau sẽ tiếp diễn và hứa hẹn người dân việt nam sẽ có rất nhiều phim hay để mà tiếp tục xem người ta nói thượng bất chính hạ tắc loạn trong trường hợp này không xài tí nào. Vào ngày 23 tháng 1, tước mùng 2 Tết, thông tin từ Bộ Y tế cho biết từ sáng 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 có 1.056 người phải cấp cứu do đánh nhau, với 3 ca tử vong. Đấy chỉ mới là đánh nhau, chưa nói đến tai nạn do say xỉn vì rượu bia ở Việt Nam được bán thả cửa.ít quốc gia nào mà rượu bia rẻ như Việt Nam, đã vậy ở Việt Nam bất cứ độ tuổi nào bất cứ giờ giấc nào cũng có thể dễ dàng mua bia. Tại Thái Lan, giá bia bị đánh thuế nặng nên giá gấp đôi ở Việt Nam. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi mua bia và bia được bán từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều và từ 5 giờ chiều đến giờ đêm. Ngoài không giờ đó ra, tất cả mọi cửa hàng đều không được bán bia dù bất kỳ lý do nào. Đây là hình ảnh thượng bất chính thì hạ tất loạn. Có thể nói dưới cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sụt giảm đạo đức hết sức nghiêm trọng. Trong cách ứng xử giữa người với người nơi công cộng rất bạo lực. Đôi khi chỉ cần những vụ va quyệt rất nhẹ trên đường phố cũng có thể xảy ra án mạng. Con người trở nên thở ơ với đồng loại và cũng trở nên hung hăng với nhau rất nhiều. Đạo đức xã hội đã như vậy, cộng với rượu bia được bán tự do, không kiểm soát về giá, không kiểm soát về khung giờ, không kiểm soát về độ tuổi, đã đẩy cả xã hội chìm vào hũ men trong những ngày Tết và chuyện đánh nhau tăng đột biến không có gì là lạ dưới sự cai trị của đảng phái chính trị bất chính thì xã hội loạn cũng không có gì khó hiểu tất cả nó đều có nguyên nhân quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa thời báo chấm đê với bản tin ngày tết thượng tầng quan quyết tử hạ tầng dân choảng nhau ngàn người nhập viện Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.d